Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên bàn mình đang có một cái chiếc màn hình gaming của Samsung, đó chính là chiếc CRG5 240Hz. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu nhanh đến với các bạn cái màn hình này để xem là nó có những điểm gì đặc biệt các bạn nhé. Chiếc màn hình Samsung CRG5 này nó sẽ sở hữu một cái thiết kế rất đặc trưng đến từ nhà Samsung. Và các bạn cũng có thể thấy ở đây, cái phần bản lề này nó sẽ được thiết kế theo hình chữ Y và nó nâng cái màn hình to tướng này lên một cách rất là vững chãi và cứng cáp. Kèm theo đó thì ở phía sau của nó sẽ có hai cái cổng HDMI, kèm theo đó là một cổng DisplayPort, một cổng AUX và một cái cổng nguồn. Nói chung, cái thiết kế bản lề như thế này thì mình cảm thấy rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn chơi game mà các bạn lỡ có mà tức giận quá và chúng ta thua cuộc đi, chúng ta đập tay mạnh lên bàn, hoặc là các bạn chơi game các bạn sử dụng những cái thao tác tay nó hơi mạnh một xíu và nó sẽ không làm rung lắc cái màn hình này, khiến cho những cái trải nghiệm của các bạn nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù là một chiếc màn hình gaming nhưng các bạn không nghĩ đây là một cái màn hình gaming đâu. Chúng ta sẽ không có thể nào mà tìm thấy những cái phần đèn LED RGB thiết kế hầm hố này nọ, mà cái thiết kế này thì mình cảm giác nó khá là hiền và nó hài hòa hơn, nó phù hợp rất là nhiều những đối tượng khách hàng. Ví dụ như là những bạn làm việc văn phòng thì chúng ta sử dụng cái màn hình này thì nó cũng sẽ rất là hợp lý. Màn hình này sẽ có kích thước là 27 inch và nó sẽ được làm công 1500 radius. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD. Và cái phần viền này các bạn cũng có thể thấy ở trên màn hình, nó sẽ được làm rất là mỏng. Và lợi thế của màn hình cong là gì? Với một cái màn hình cong, khi các bạn chơi game thì chúng ta sẽ chỉ cần đảo mắt nhẹ thôi là chúng ta có thể bao quát hết tất cả phần màn hình rồi. Không phải giống như những cái màn hình phẳng thì các bạn phải ngó nghiêng qua lại, nó sẽ rất là bất tiện. Màn hình này sẽ sử dụng tấm nền VA. Tấm nền này sẽ sở hữu nhiều điểm mạnh tương tự như là tấm nền IPS hay là TN, giúp cho ra những hình ảnh có độ tương phản rất cao, màu sắc sống động với khả năng tái tạo màu sắc khá tốt. Nó sẽ có khả năng bao phủ 97% sRGB, 72% NTSC và 77% Adobe RGB. Với độ phủ màu này thì ngoài chơi game, các bạn có thể sử dụng nó cho những tác vụ đồ họa nhẹ, không quá chuyên nghiệp thì vẫn đáp ứng được. Vì màn hình này hướng đến đối tượng người dùng đó chính là game thủ, nên tần số quét màn hình của nó lúc nãy mình có nói là 240Hz. Và kèm theo đó tốc độ phản hồi của nó cũng rất là nhanh. Đây là hai điểm ăn tiền nhất ở trên cái màn hình này. Tần số quét 240Hz, tốc độ phản hồi của nó sẽ là 40ms. Nó sẽ giúp cho các bạn bắt kịp từng chuyển động trong những cái diễn biến nhanh chóng của trò chơi để kịp thời phản xạ và giành thắng lợi. Đặc biệt là ở những tựa game bắn súng FPS thì mỗi khoảnh khắc đều mang tính quyết định, và khi đó màn hình 240Hz này nó sẽ mang đến lợi thế dành cho các bạn. Nếu như các bạn hay chơi game hành động hay là eSports nhiều thì mình nghĩ các bạn nên mua những cái màn hình có tần số quét cao như là cái màn hình Samsung CRG5 này. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu nhanh đến với các bạn một cái màn hình cong chuyên để chơi game của Samsung, đó chính là chiếc Samsung CRG5 với tần số quét là 240Hz. Còn các bạn thấy cái màn hình này như thế nào? Các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!